chào cả nhà, chúc cả gia đình mình có thật là nhiều may mắn trong dịp Tết sắp đến nha. Dạy búp bê Vĩnh Long tiếp tục ra mắt sản phẩm mới tại cửa hàng dạy búp bê chúng em. Cái mẫu này Tết thì không thể nào thiếu được những cái mẫu cao gót sang lấp lánh như thế này mấy chị ơi. Cái chất liệu của nó loại da kim tuyến là cực êm và đặc biệt là sáng lấp lánh, sáng chói lóa luôn. Em bao hàng là không bị khó phối đồ khi mà lên chân nha. Và cái chất liệu của nó mấy chị xem nè, cực mềm luôn ha, hàng rất là mềm luôn, lấp la lấp lánh luôn, lên chân là bao sang và là bao sáng da cho mấy chị luôn. Gót vàng cao 8 phân, gót màu vàng cao 8 phân luôn. Ở bên trong còn có cái lót đệm nữa nên khi mình mang á, nó sẽ rất là êm chân, rất là êm chân luôn. Màu vàng rất là sáng, lấp la, lấp lánh, rất là đẹp, gót cao 8 phân. Cái mẫu này thì mới về hàng có từ size 35 đến size 39 cho quý khách luôn. Nhưng mà không có nhiều hàng nha mấy chị, mỗi một size là chỉ được một đôi thôi. Giá hiện tại ở cửa hàng em niêm yết á là 229 ngàn cho cái mẫu này. Và khi mấy chị có cái phiếu mua hàng của giày búp bê Vĩnh Long mình đem ra cửa hàng mua sẽ được giảm ngay 10% nha. Còn nếu như không có phiếu hoặc là mấy chị đã xài hết rồi vẫn không sao, cứ đến ngay cửa hàng giày búp bê Vĩnh Long sẽ có ngay cái chương trình like và share trang Facebook giày búp bê Vĩnh Long của chúng em là mình sẽ được giảm ngay 10% cho đôi đầu tiên. Từ đôi thứ hai trở đi là mỗi đôi sẽ được giảm đến 20% luôn, vừa rẻ và lực vừa đẹp nữa. Hãy tranh thủ mau mau ra ngay cửa hàng giày búp bê Vĩnh Long quý khách ơi.